Bonjour mes amis. Bạn đang phân vân trong việc chọn ngành, chọn trường. Bạn yêu ngoại ngữ và muốn trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, vậy sao bạn không chọn ngành ngôn ngữ Pháp? Bạn đã biết gì về ngành học này chưa? Hãy cùng mình tìm hiểu những thông tin cần biết về ngành này nhé. Theo thông tin tuyển sinh của trường Đại học Cần Thơ, mã ngành là 7220203, tổ hợp xét tuyển toán văn tiếng Pháp, toán văn tiếng Anh. Ngoài ra có thêm hai tổ hợp mới là văn sử tiếng Anh, văn sử tiếng Pháp, tuyển sinh 80 chỉ tiêu, thời gian đào tạo 4 năm, danh hiệu khoa học cử nhân. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đăng ký theo học cao học các chuyên ngành ngôn ngữ Pháp, văn chương Pháp, quản lý giáo dục, phương pháp giảng dạy tiếng Pháp để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học trong và ngoài nước. Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp, phiên dịch, biên dịch, hướng dẫn viên du lịch, thư ký, văn thư trong các cơ quan ngoại vụ, tiếp tân, biên tập viên, phát ngôn viên, cộng tác viên cho các cơ quan truyền thông. Đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị và trình độ chuyên môn cao, được đào tạo tại nước ngoài, với giáo viên tình nguyện bản xứ, nhiệt tình, tận tâm, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy. Các thiết bị và tài liệu học tập hiện đại. Câu lạc bộ tiếng Pháp của bộ môn hoạt động khá tốt, thu hút 100 thành viên tham gia, mỗi tháng sinh hoạt một lần, tập trung vào những nội dung bổ ích, phù hợp với chuyên ngành và kỹ năng nghề nghiệp, trò chơi vui học. Đội tuyển sinh viên của bộ môn ngôn ngữ văn hóa Pháp nhiều năm liền đạt giải nhất các cuộc thi cấp quốc gia và 2 lần đạt giải nhì cấp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hàng năm, bộ môn đều tổ chức các chuyến đi thực tế cho sinh viên nhằm giúp sinh viên mở rộng kiến thức chuyên môn. Bộ môn thường xuyên đón tiếp các giáo sư, chuyên gia cao cấp Bỉ, Pháp sang giảng dạy, tập huấn cho cán bộ và sinh viên, cũng như thường xuyên tiếp nhận các giáo viên tình nguyện nước ngoài sang giảng dạy tiếng Pháp. Các dự án hợp tác chính: hợp tác với Viện Đào tạo Biên phiên dịch cao cấp Bruxelles XT Bỉ về đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực dịch thuật, tham gia dự án nâng cao năng lực giảng dạy biên phiên dịch do chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ dành cho các trường đại học Việt Nam. Về chương trình đào tạo, trang bị cho sinh viên kỹ năng ngôn ngữ để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Pháp trong môi trường đa văn hóa. Sinh viên đạt trình độ tiếng Pháp tương đương cấp độ B2 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu, am hiểu sâu về ngôn ngữ, văn hóa và xã hội Pháp, phát triển những kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng làm việc hợp tác, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, học tập độc lập. Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ tư vấn tuyển sinh phòng đào tạo trường Đại học Cần Thơ, địa chỉ đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Điện thoại 0292 3 872 728, email tuyểnsinh@ctu.edu.vn. Vậy còn chờ gì nữa mà bạn không đăng ký vào ngành ngôn ngữ Pháp? Oui, je parle français.